chính thức đặt nền móng kinh doanh tại thị trường ngành vật liệu composite tại Việt Nam từ năm 1997. Trải qua một chặng đường dài khởi nghiệp, không ngừng nỗ lực hoàn thiện và lớn mạnh theo thời gian. Cho đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Tân Kim Long ngày càng tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực, tư vấn cho các doanh nghiệp về các sản phẩm, tấm lập composite, khuôn mẫu, trong thâm kháng hóa chất, tháp giải nhiệt, mang xối, ống nhựa composite, tàu cao tốc, thùng rác, vỏ tủ điện. Hệ thống sản phẩm của chúng tôi luôn đa dạng theo thời gian, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của nhiều lĩnh vực, được đông đảo khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào trở thành nền tảng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của nhiều cơ quan doanh nghiệp trên toàn quốc. Qua nhiều năm hoàn thiện và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Tân Kim Long luôn tự tin với bề dày kinh nghiệm làm việc, quy tụ đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao, đội ngũ công nhân lành nghề, dây chuyền sản xuất ổn định. Chúng tôi chủ động trong việc chế tạo nên những sản phẩm đa dạng quy kết, chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý, cùng tiến độ thi công nhanh chóng, bàn giao đúng thời hạn. Sứ mệnh kinh doanh của Tân Kim Long chính là kiến tạo giải pháp, đồng hành cùng phát triển. Vì sự nghiệp thịnh vượng thăng tiến, hãy hợp tác lâu dài cùng công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Tân Kim Long. Mọi thông tin liên hệ nhanh nhất với đơn vị chúng tôi. Địa chỉ văn phòng đại diện B3/24A, Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Xưởng sản xuất số 2, ấp Tân Hữu, xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp. Hotline 0918-689-859, 0943-421-949. Email tungngoc6868a@gmail.com. Website nhựa tân kim long.com. Nhựa Tân Kim Long, chuyên gia về nhựa composite hàng đầu Việt Nam.